cách nhận biết các biển báo giao thông, vạch kẻ đường bộ, phần 1, cách nhận biết và chấp hành các biển báo giao thông đường bộ, 1. Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo, biển báo nguy hiểm và cảnh báo là nhóm biển báo cho người tham gia giao thông biết trước các nguy hiểm trên đường hoặc các điều cần chú ý phòng ngừa trên tuyến đường để chủ động phòng ngừa kịp thời. Khi gặp loại biển này, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn, biển báo nguy hiểm có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu. Hình tam giác đều có 3 đỉnh lượng tròn, một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lên trên, trừ biển số V đúc. 208 giao nhau với đường ưu tiên thì đỉnh tương ứng hướng xuống dưới, biển báo nguy hiểm và cảnh báo gồm có 83 biển có mã V đúc. 2. Nhóm biển báo cấm, hình tròn nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường phải tuyệt đối tuân theo. Hầu hết các biển có viền đỏ, nền trắng, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ, gồm có 63 biển, từ biển T-102 đến biển T-140, có thể có giá trị trên tất cả các làng đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làng của một chiều xe chạy. 3. Nhóm biển hiệu lệnh Biển hiệu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành. Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh trên biển báo, trừ một số biển đặc biệt. Các biển thể hiện hình tròn trên nền xanh lam có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông đường biết, các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn. Hình chữ nhật màu xanh lam, hình vẽ màu trắng. Khi hết hiệu lệnh thường sử dụng vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình màu trắng, biển hiệu lệnh gồm 65 biển, có mã R và RE. 4. Nhóm biển chỉ dẫn nhóm biển chỉ dẫn là nhóm biển báo dùng để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần thiết nhằm giúp người tham gia giao thông trong việc điều khiển phương tiện và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn, biển có hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên. Nếu biển có nền màu xanh lam, hình vẽ và chữ viết màu trắng. Nếu nền màu trắng thì hình vẽ và chữ viết màu đen trừ một số biển chỉ dẫn khác, biển chỉ dẫn trên các đường ô tô không phải là đường cao tốc gồm 90 biển có mã Y. 5. Nhóm biển phụ, nhóm biển phụ, biển viết bằng chữ là nhóm biển nhằm thuyết minh bổ sung nội dung biển chính hoặc được sử dụng độc lập. Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo chính, biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ, trừ biển số 507 hướng rẽ được sử dụng độc lập, biển phụ có hình dạng là hình chữ nhật hoặc hình vuông. Các biển có nền là màu trắng, hình vẽ và chữ viết màu đen hoặc có nền là màu xanh lam, chữ viết màu trắng biển số S507 và S508, A, B, có đặc điểm riêng, các biển phụ đều được đặt ngay phía dưới biển chính trừ biển số S507 sử dụng độc lập được đặt ở phía lưng đường công đối diện với hướng đi hoặc đặt ở giữa đảo an toàn nơi đường giao nhau, biển phụ gồm 31 biển có mã S, SG và SH. Phần 2, cách nhận biết và chấp hành vạch kẻ đường bộ, y, quy định chung đối với vạch kẻ đường, 1. Vạch kẻ đường bao gồm các loại vạch, chữ viết, hình vẽ ở trên mặt đường xe chạy, trên thành vỉa hè, trên các công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường để quy định trật tự giao thông, chỉ rõ khổ giới hạn của các công trình giao thông, chỉ hướng đi quy định của làn đường xe chạy, hai. Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập hoặc kết hợp với các loại biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu chỉ huy giao thông. Hai, phân loại vạch kẻ đường, một. Vạch trên mặt bằng dùng để quy định các phần đường khác nhau trên mặt bằng có màu trắng hoặc màu vàng, hai. Vạch đứng kẻ trên thành vỉa hè, các công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường Loại vạch này kết hợp giữa vạch vàng và vạch đen hoặc vạch trắng và vạch đỏ. 3. Dựa vào chức năng, ý nghĩa sử dụng, vạch kẻ đường gồm: vạch hiệu lệnh, vạch cảnh báo, vạch chỉ dẫn, vạch giảm tốc độ. 3. Hiệu lực của vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường khi sử dụng độc lập thì người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa của vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường khi sử dụng kết hợp với đèn tín hiệu, biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải tuân theo ý nghĩa, hiệu lệnh của cả vạch kẻ đường và đèn tín hiệu, biển báo hiệu theo thứ tự quy định.